Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Hôm nay em lại lên được 5 con chim rất là đẹp và tố chất cho anh em tham khảo lựa chọn. Ở cuối clip còn có một con chim rất là hay anh em ạ. Anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em cái con chim trước màn hình anh em đang xem đấy nha. Đó, cái con này là con 574 anh em nhé. 574. Một con chim bóng bộ tướng tá giọng hót rất là ok anh em. Mặt con này rất là gấu anh em ạ. Con này là chim tách avi ra anh em nhé. Chim tách avi ra, chim bộ trung to. Anh em nhìn dáng đứng tướng tá của con chim rất là ok đúng không anh em. Con này cái lối của nó thì là nó bị mất một nửa, hơn một nửa anh em nhé, hơn một nửa móng chân sâu anh em ạ. Có nghĩa nó vẫn còn gần một nửa móng chân sâu. Con chim vẫn bám cầu rất là chắc anh em. Đó, và cái con 574 này thì em báo giá em chia sẻ cho anh em tham khảo là 1 triệu anh em nhé. Em chia sẻ là 1 triệu. Anh em nhìn lông rất là mỏng, cánh lồi, tướng tá chân cẳng, mặt mũi rất là ok anh em. Nó rất là gấu anh em ạ. Những cái con chim mà lông mỏng cái này rất là dễ chăm anh em. Nhanh lên lửa. Đó, gần đây là cái đoạn clip em quay bằng cái điện thoại anh em nhé. Còn đoạn clip đầu thì là quay bằng máy quay đấy nha. Đó, 1 triệu anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo này cho anh em tham khảo là con ở lồng số 413 anh em nhé. Một con chim chơi cánh rất là tốt anh em. Nó thái độ cánh con chim này thì cũng là một con chim tách avi ra, chim bộ trung to. Con này thì là chim không có tật lối anh em nhé. Không có tật lối. Bóng bộ con chim cũng rất là liền lạc anh em. Anh em nhìn chơi cánh con này chơi cánh cực kỳ tốt anh em ạ. Đó, thời tiết lạnh cho nên là con chim kiểu cảm giác nó không ôm được bộ anh em. Đó, anh em nhìn con này có vẻ cũng rất là nhanh cầu chứ không phải là không nhanh cầu đâu anh em nhé. Anh em để ý khi cái chân nó di chuyển có vẻ cũng rất là nhanh nhẹn anh em ạ. Và con 413 này thì em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt là 1.500.000 anh em nhé. 1.500.000 413. Đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem kỹ hơn được cái bóng bộ tướng tá của con chim anh em. Đó, giá cả thì em cũng báo chuẩn cho anh em tham khảo. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con 519 này cho anh em tham khảo anh em nhé. Con 519 này thì cũng là một con chim tách avi ra, chim bộ trung to. Con này cũng mỏng lông dài đòn anh em. Đó, cánh lồi anh em ạ. Và cái con 519 này thì con này có chân huyết anh em nhé, chân hồng này anh em. Đó, và tật lối của con chim thì là không có tật lối, nhưng mà cái lông đuôi của nó hơi xấu chút anh em ạ. Tại vì chim tách avi ra, vì anh em chăm lại vụ lông thì sẽ rất là ok anh em. Nó thái độ giọng hót của con chim rất là ok anh em ạ. Và cái con 519 này thì em báo giá em chia sẻ cho anh em tham khảo là 1.300.000 anh em nhé. Em chia sẻ là 1.300.000.
Đó, này em quay máy quay nó hơi mờ à, giờ em quay bằng điện thoại cho anh em xem kỹ hơn, anh em để ý chân hồng anh em. Đó, chân hồng mắt khuyên anh em ạ. Nó 1.300.000 anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con 139, một chiến binh siêu tốc của anh em ạ. À, chạy rất là ghê anh em. Đó anh em nhìn. À, anh em nào mà ưng mẫu này thì anh em liên hệ cho em anh em nhé. Còn thông tin của con chim này thì cũng là một con chim tách Aviza, chim bộ trung to, mỏng lông dài đòn, chim không có tất lối anh em. Bóng bộ tướng tá con chim này nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Đó anh em nhìn chạy lên dàn mà nó vẫn chạy như này thì hết nước chấm luôn không anh em. Và cái con chim này không có tất lối, vậy em cũng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con 139 này là 2 triệu anh em nhé. 2 triệu. Anh em nhìn. À, mấy hôm trước rất nhiều anh em hỏi những cái con chạy cầu kiểu này nhưng mà lại không có. À, thì một hai hôm nay em có theo dõi được cái con này anh em. Đó thì hôm nay em đăng lên em chia sẻ cho anh em. Đây là cái đoạn clip em quay vào điện thoại cái bóng bộ tường tá con chim anh em nhìn. Quá đẹp đúng không anh em. Cao cầu mỏng lông dài đòn. Lông rất là ôm. Nó bóng bộ liên lạc. Anh em nhìn à, nó đứng lên form lên bộ rất là ok. Đó 139 à, em chia sẻ là 2 triệu anh em nhé. Và thì còn một con ở cuối clip cũng là một con chim rất là hay anh em. Đây anh em nhé, đây chính là cái con cuối cùng hôm nay em lên em chia sẻ cho anh em. Con này ở lồng số 300 anh em nhé. Một con chim mà con này là chim tách Aviza, chim bộ thuộc bộ to anh em, già rừng. Đó nhưng mà lông của con này thì không được mỏng lắm anh em ạ, lông nó cũng bình thường. Anh em nhìn thái độ vươn người quá đẹp anh em ạ. Cầu thì cầu cũng nhanh nhẹn. Cái mẫu chim kiểu đánh đều cầu đấy anh em. Đang đấu thì hơi ngứa mồm tí nên phải quẹt cầu ấy nhá. Đi thi gạt những con mà quẹt cầu rú mình rồi thì tỉa lông làm đẹp là cảm giác rất là khó chịu anh em ạ. Đó và cái con 300 này thì nó cũng nó có một cái lối là thế này anh em nhá. Nó có một cái thịt thừa nó mọc ra ở cái chỗ ngón chân của nó anh em ạ. Đó. Cái chân trái của nó, đây em quay thế này anh em để ý khi nó đứng quay mặt ra bên chân trái anh em có thể để ý kỹ một chút thì anh em sẽ thấy nó có một cái thịt thừa nó mọc ra ở cái móng chân ngoài cùng đấy, cái ngón chân chứ không phải móng chân anh em ạ. Đó, ngoài ra con chim không có tất lối gì thêm. Bóng bộ tướng tá thái độ con chim này anh em xem trên clip anh em cũng đã thấy rồi, quá là ok đúng không anh em. Đó và cái con 300 này thì em cũng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt giá là 2.700.000 anh em nhé. 2.700.000. Một con chim rất là tối chất anh em ạ. Đó, anh em nhìn ra phách ra bộ.
cũng hơi ngứa cánh tí nhầm. Nãy qua được một vòng, vòng tiếp theo lại bị trọng tài nhắc nhở anh em ạ, rất là chán. Đó, và đây đây anh em, đây là cái đoạn clip em quay gió bằng điện thoại về cái bóng bộ tường tá con chim mà anh em nhìn rất là đẹp. Lông nó hơi sơ sát tại vì con chim nó không được tắm rửa anh em ạ. Ở đó thì hôm nay em lên được 5 con chim cho anh em tham khảo. Thông tin giá cả em cũng đã lên đầy đủ. Anh em xem mà thấy ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà thấy không ưng thì lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã theo dõi và xem clip của em.